mọi người cứ nghĩ là để được cái vị trí cao như này thực ra là nó không hề đơn giản. Thuyền càng to thì sóng càng lớn. Tức là mình phải có đủ niềm tin, mình phải có đủ sự kiên cường để mình vượt qua được hết các cái khó khăn, các cái thử thách đấy. Thì nói thật nhá, đã có những lúc chị cũng bị tinh thần chị sa sút thực sự luôn. Nhưng mà chị phải cảm ơn những cái nốt trầm đấy. Thì tức là có những cái nốt trầm đấy thì chị mới có những cái động lực để chị leo được đến đỉnh vinh quang như ngày hôm nay. Và với một cái người mà sống khá là khép kín như chị ấy, thì kiểu ít giao tiếp mà cũng như là ít bạn bè. Với bảo hiểm thì người ta rất là cần danh sách khách hàng, nhưng chị thì không. Chị chỉ có gọi là, bởi vì trước đấy là chị làm về nhân sự mà, thì chị có cái khả năng gọi là ngoại giao với mọi người, nói chuyện với mọi người. Chị luôn luôn có một cái tâm niệm là tâm của ta ở đâu thì sự nghiệp của ta ở đấy. Nhiều khi trong công việc mình làm ấy, thì mình vốn là một cái đứa là làm việc không tính toán. Nói chung là không có tính toán gì, chỉ cứ lăn xả đi làm thôi, không tính toán số má hay lương thưởng gì. Nhưng mà trộm vía được cái là bởi vì mình cứ lăn xả, mình cứ làm, mình cứ nhiệt tình thôi, cho nên khách hàng cứ tin tưởng vào mình. Cho nên là 5 năm ấy, 5 năm qua đi ấy, nói thật là với cái sự mà nhiệt tình, với cái sự mà luôn cố gắng thì mình cũng có những cái thành công ngày hôm nay. Mỗi ngày thì Ngọc di chuyển trên cung đường khoảng tầm 200 km. Thực ra là đi làm xa xôi như thế, vất vả như thế, nhưng mà Ngọc thấy vui lắm. Bởi vì là mình có động lực mà ở cái công việc của mình, thứ nhất là mình có một công việc tốt hơn, cuộc sống tốt hơn, để cho con một cuộc sống tốt hơn, và cũng như là muốn giúp cho nhiều gia đình người ta tránh khỏi những cái sự khó khăn không đáng có. Người ta có một cái sự chủ động bảo vệ gia đình họ một cách tốt nhất. Tuy là cái quãng đường mình di chuyển nó xa như thế, nó nhiều như thế, nhưng mình không bao giờ mình có cái sự vội vã. Mình chăm sóc khách hàng ở đây với một cái tâm thế lúc nào cũng cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo nhất có thể. Như là khi mình pha một ly cà phê thì đầu tiên mình cần một cái chiếc ly thật là đẹp. Chắc chắn là chính bản thân người tư vấn luôn cần phải rèn luyện kỹ năng, kiến thức và cái nội lực của chính bản thân mình. Thứ hai là mình cần đến một chút cà phê để duy trì cái trạng thái tập trung và cái sự tận tâm tận lực cho mỗi một buổi tư vấn, làm sao để khách hàng của mình nhận được những cái giá trị tốt nhất. Thứ ba là mình cho thêm một xíu sữa để có cái hương vị ngọt ngào, như chính cái sự chân thành, nhiệt tình mà Ngọc luôn dành tặng cho khách hàng. Giờ thì mình khuấy nhẹ cái ly cà phê lên, và đừng quên một chiếc đĩa lót ở dưới để thể hiện cho cái sự chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ của mình. Với Ngọc ấy, tâm niệm là khi mà tư vấn một cái giải pháp tài chính cho khách hàng ấy, luôn luôn Ngọc chia ra những cái giai đoạn cho khách hàng một cách tốt nhất. Với Ngọc thì bảo hiểm nên chia ra bằng những cái giai đoạn là gì, ngắn hạn, là trung hạn, là dài hạn. Và phải làm như nào thì bảo hiểm là người bạn đồng hành với khách hàng, chứ không phải là một cái gánh nặng tài chính. Một khi mà khách hàng đã sử dụng cái dịch vụ bảo hiểm của AIA thì khách hàng sẽ có một cái niềm tin. Bởi vì mình có niềm tin vào sản phẩm mà, mình sẽ yêu lại cái sản phẩm của AIA, yêu cái người tư vấn. Khi đấy thì khách hàng sẽ không ngần ngại với mình nữa. Khách hàng sẽ có những cái suy nghĩ tích cực hơn, khách hàng sẽ tham gia những cái hợp đồng lớn hơn, và khách hàng sẽ tham gia giới thiệu cho mình nhiều khách hàng hơn nữa. Đạt được danh hiệu MBRT 2020, COT 2021 và TOT 2022 thì với Ngọc nó là những cái cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp làm bảo hiểm của mình. Đó là một cái sự tự hào, nó thật sự là một cái sự tự hào hết sức luôn ấy. Là một cái động lực để cho mình cố gắng mỗi ngày, luôn đặt những cái mục tiêu mà mình không ngờ tới luôn ấy. Và Ngọc mỗi một lần đọc mục tiêu xong thì Ngọc đều nghĩ là ô sao mình không cố gắng thêm một chút nữa. Chỉ cần ngày hôm nay của bạn tốt hơn ngày hôm qua thôi thì các bạn sẽ dễ dàng đạt được đến những cái thành công, những cái mục tiêu mà mình đề ra. Ngọc chúc các bạn luôn nhiệt huyết, luôn làm việc hết sức để mình có những cái thành công nhất định với AIA.